với 3,1 triệu đồng bỏ ra, các bạn sẽ có được gì với em bàn phím như này? Maybe đầu tiên sẽ là logo cọc xe nằm to ở đây. Vậy thì ngoài logo cọc xe, chúng ta sẽ có những nhược điểm gì và ưu điểm gì trên em bàn phím này nữa? Hãy cùng chúng mình tìm hiểu ngay sau intro. Đầu tiên, với 3 triệu 100 nghìn bỏ ra thì chúng ta sẽ có được gì ở trong cái hộp này? Thực lòng thì chẳng có gì để mong chờ cả, ngoài một chiếc bàn phím ra thì chúng ta sẽ chẳng có gì thêm ngoài mấy cuốn sách hướng dẫn sử dụng và thêm một chiếc kê tay như thế này nữa, mình đã lấy ra trước đó. Ok, và trước khi tâm tia đến là em bàn phím này có cảm giác gõ như thế nào thì mình hãy cùng tâm tia qua vẻ bề ngoài của em nó trước đã. Vẻ bề ngoài quan trọng như thế sao? Ừ, 108 phím full size cộng thêm hotkey như thế này, hỏi xem có quan trọng hay không. Điều quan trọng là với 108 phím và full size thì cân nặng của bàn phím này sẽ là một thách thức đối với bạn nào mà hardcore đến nỗi đem một chiếc bàn phím một mod cắm dây như thế này, đem đi đem lại, đi học đi làm, bỏ trong ba lô, trèo lên xe buýt. To nặng như thế này thì với mình nó ở yên một chỗ, ở trên bàn, ở nhà thế là được rồi. Chúng ta không nên mang nó đi đâu cả, bởi vì độ tiện lợi của nó bằng không khi mà nó chỉ có duy nhất một mod là cắm dây. Và ngoài cân nặng ra thì chiếc case này mình còn gặp phải một vấn đề nữa, đó là độ dày, phải gọi là độ cao thì đúng hơn. Khi mà mình để như thế này chưa có cái kê tay thì mình sẽ hơi mỏi tay một chút khi mà bấm máy liên tục khoảng tầm 2-3 giờ đồng hồ gì đó. Thế nên là nhà sản xuất đã cho mình thêm một cái kê tay, đây, cái kê tay này để dưới đây. Thì với cái miếng kê tay thì mình có thể thoải mái thao tác bấm bàn phím hàng giờ đồng hồ mà không hề bị mỏi cổ tay. Khi mà cổ tay của mình được nâng lên một góc nhẹ nhàng cỡ đâu đó 10 độ thì mình sẽ bấm dễ dàng hơn. Với mình thì cái kê tay này khá là tốt, nhưng mà một thứ khá là đòi hỏi đối với mình là mình thích bằng kê tay bằng vải hơn là bằng cao su. Khi mà cao su thì không thân thiện với da tay cho lắm, và ngược lại thì vải có một vấn đề, đó là nó khó vệ sinh. Còn cao su thì dễ dàng vệ sinh, bạn chỉ cần lấy cái khăn bạn lau qua là nó đã sạch sẽ hơn rất là nhiều. Đối với vải, vải thì mất công phải đi giặt, đi sấy rồi bla bla để giữ được cái kê tay bằng vải sạch sẽ và lâu dài thì nó rất là khó hơn là cao su như thế này. Ok, một điểm. Và keycap ở trên em bàn phím K68 này sẽ được đúc hoàn toàn bằng nhựa ABS và bằng công nghệ double shot. Với công nghệ double shot thì chúng ta sẽ có được ưu điểm như là xuyên led tốt hơn, độ bền cao hơn. Nhưng mà nhược điểm của nhựa ABS là gì? Khi bạn dùng lâu thì mồ hôi và dấu vân tay sẽ bám lên nhựa ABS rất là nhanh, và cái keycap chúng ta sẽ nhanh chóng bị bóng lên, nhìn rất là xấu. Lời khuyên các bạn là nên thay một bộ keycap mới nếu như các bạn không thích nhựa ABS, và maybe là cái phông chữ gaming này mình cũng không thấy nó đẹp cho lắm. Nhưng mà bù lại thì nếu như các bạn nào mà là game thủ chuyên nghiệp đã quen, quá quen với bàn phím cọc xe rồi thì đây sẽ là một cái signature của hãng, và đây là một điều hãng làm rất là tốt. Keycap đã xong, vậy thì profile keycap sẽ là profile gì? XDA, ISA hay là SA? Nhưng mà không, profile này sẽ là một profile rất rất phổ biến, chúng ta còn thường gọi là profile OEM, nhưng mà thực ra đây là profile của Cherry. Với profile này thì chúng ta sẽ có một đường thẳng băng từ trên xuống dưới, nó sẽ hơi dốc từ trên này xuống dưới cho chúng ta cảm giác là với lên không bị mỏi. Điều này sẽ giúp cho các game thủ chơi game trong hàng giờ hoặc là nguyên một ngày trời mà không có bị mỏi tay khi mà cái hành trình phím của các bạn, cái quá trình bấm của các bạn ấy, nó không có dàn trải ra nguyên cái bàn phím mà nó chỉ ở trong vài nút ở bên này thôi, nó được dễ dàng hơn. Thế nhưng liệu các bạn có mua một chiếc bàn phím này về chỉ để chơi game hay không? Thì thực sự đối với mình, cảm giác khi gõ em bàn phím này nó khá là chán. Với profile Cherry như thế này
một đường thẳng thì các bạn sẽ không cần phải nâng ngón tay lên, hạ ngón tay xuống hay sao cả. Thì từ đó chúng ta sẽ gây nhàm chán khi mà bấm bàn phím quá là lâu. Và với switch của Cherry thì chúng ta sẽ yên tâm về độ bền khi mà một switch cho chúng ta độ bền lên tới hơn 50 triệu lần bấm. Và đây là switch Red, thế nên cảm giác chúng ta bấm xuống là một đường thẳng liên tục, không có gì cả lạ, giống như là Brown có cảm giác tactile hay là Blue có cảm giác là clicky khi chúng ta bấm ra. Nhưng mà với bàn phím là Red thì chúng ta sẽ có khả năng lướt trên bàn phím rất là nhanh, rất là nhạy. Một điều đặc biệt mà mình thấy ở em bàn phím này đó chính là một màng cao su rất là mỏng ở đây, khi mà em nó nằm giữa cái case và lớp plate ở trên để bao bọc lại toàn bộ các switch như thế này. Tác dụng của lớp cao su này đó chính là kháng bụi và kháng nước thì đúng hơn. Với IP32 thì cho phép chúng ta làm những điều như thế này mà không sợ bị hư bàn phím. Tuy nhiên, nó chỉ là khả năng kháng nước 32 thôi, nên mình khuyên các bạn đừng bao giờ mang em bàn phím này đi tắm nếu không muốn mua bàn phím mới. Ngoài ra là em nó còn có một cái phần mềm điều khiển nữa là IQ. Với phần mềm đó thì mình có thể điều chỉnh được led từng vùng ở trên em bàn phím này. Điều thứ hai ở trong phần mềm đó là chúng ta có thể thay đổi được các phím hotkey. Đối với mình, những phím hotkey này không thực sự hữu dụng lắm khi mà chúng ta đang ngồi làm việc hoặc chơi game như thế này, tại vì chẳng ai mà bỏ chuột ra để bấm một bàn phím hotkey để nó tung chiêu cả. Những phím hotkey này có tác dụng khi chúng ta không ngồi vào bàn phím và không ngồi vào bàn làm việc. Chúng ta đang nghe điện thoại, chúng ta đang nấu ăn, chúng ta muốn pau nhạc chẳng hạn, bấm một nút thế là xong. Đó là điều mà hotkey đem lại. Chúng ta hãy cùng đến với cảm nhận của riêng mình đối với em bàn phím này sau 7 ngày làm quen. Đầu tiên là cảm nhận khi mà mình chơi game với một em bàn phím switch là Red, với lực nhấn đâu đó mình cảm nhận thì chỉ cỡ 45g, và profile là Cherry cho phép chúng ta chơi game được dễ dàng hơn, cùng với đó là tung chiêu được nhanh hơn, dùng trong một khoảng thời gian rất là dài mà không có bị mỏi tay. Còn về phần multitask thì sao? Như mình đã nói lúc nãy ấy, là bàn phím này có một lớp đệm cao su ở giữa. Chính vì vậy nó sẽ ảnh hưởng khá là nhiều đến cảm xúc khi bấm, tại vì cái keycap này không thể đi xuống một cách tự nhiên nhất được, mà em nó sẽ bị chững lại, bị hạn chế lại bởi cái miếng cao su này. Điều này chắc chắn là sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến việc bấm bàn phím khi mà các bạn không quá để ý. Nhưng đối với mình, một người khá khó tính, một con nghiện nhựa khá khó tính, thì đây sẽ là một điều khó mà có thể làm quen ngay được trong vòng 7 ngày. Điều thứ hai đó chính là các phím dài như là Space, Enter, Shift bên trái, Shift bên phải, hay là Enter ở bên phím Number Pad. Thực sự cái Tab làm không hề tốt. Điều này thì cũng dễ hiểu thôi, khi mà tất cả các bàn phím cho dù là 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu hay thậm chí cả 10 triệu đi chăng nữa, thì stop của con bàn phím mình cảm giác nó sẽ không được chỉnh chu cho lắm. Khi mà mình bấm này, các bạn có thể nghe tiếng lọc sọc rất là rõ. Điều này sẽ không ảnh hưởng khi mà bạn chơi game, nhưng ngược lại nó sẽ ảnh hưởng khi mà bạn gõ bàn phím, gõ văn bản trong một khoảng thời gian dài. Với một vài điểm trừ hơi cảm quan cá nhân một chút xíu thì em bàn phím này với multitask cũng rất là ngon. Khi mà với một lực nhấn chỉ là 45g cho phép các bạn nhấn phím nhiều giờ liền được dễ dàng hơn, không bị mỏi các cái đốt ngón tay quá là nhiều. Cùng với đó là các phím hotkey như thế này cho phép chúng ta điều khiển được nhạc, hoặc là các bạn có thể mod lại trong phần mềm mà lúc nãy mình vừa nói ấy. Có thể dừng để chụp ảnh màn hình chẳng hạn, hay bất kỳ một điều gì đó khi mà chúng ta đang rảnh tay, chúng ta không muốn đụng đến chuột, không muốn đụng đến những dãy number pad hay là alpha b như thế này nữa, thì chúng ta có thể dùng hotkey như thế này, bấm một cách dễ dàng, chỉ cần ấn một nút chúng ta có thể ra được rất nhiều thứ mà chúng ta có thể mod được ở trong phần mềm IQ kia. Rồi, thì trước khi kết thúc video thì mình xin khép lại bằng cách là tổng hợp lại những gì mà mình đã nói ở trong suốt video vừa qua. Đầu tiên đó là về ưu điểm của em bàn phím này đi.
thì em nó có một ngoại hình rất là cứng cáp, cùng với đó là một độ nặng vừa đủ để giữ em bàn phím này nằm yên trên bàn mà không bị xê dịch. Cái thứ hai đó chính là với một phím full size, chúng ta sẽ có những thao tác dễ dàng hơn khi mà cần bấm 5 pad hoặc là chúng ta sử dụng hotkey cũng rất là dễ dàng. Điều thứ ba đó chính là em bàn phím này có khả năng kháng nước và kháng bụi với IP là 32. Chúng ta có thể dễ dàng để bụi bám mà không sợ bị lọt vào cái switch, hoặc là nước chúng ta dùng, chúng ta uống không sợ bị rớt vào bàn phím nữa. Điều thứ tư đó chính là lực nhấn của cái switch này là switch red nữa, cho nên là một lực nhấn chỉ với là 45g cho cảm giác chúng ta bấm rất là đã, khi mà chỉ có duy nhất một đường thẳng đi xuống và đi lên, không có bị clicky, không có bị thắt thai gì cả. Điểm này thì là điểm cộng khi chúng ta chơi game và cũng là điểm hơi khiếm khuyết đối với từng bạn khi mà bạn đã quen với các lực nhấn cao hơn như là 50g, 55g, hạt co hơn nữa là 60g. Các bạn sẽ thấy hơi bị hụt hẫng một chút xíu khi mà các bạn bấm quá nhiều. Rồi, ở điểm trừ đầu tiên mình có thể nói ngay đó chính là lớp đệm kháng nước kháng bụi này. Đối với mình thì đây là cảm giác bấm phím không hoàn toàn trọn vẹn, bởi vì hành trình phím đi xuống sẽ bị mắc lại một chút xíu bởi cái miếng đệm cao su này, và điều đó làm mình hơi bị hụt hẫng một chút xíu. Rồi, điểm thứ hai đó chính là việc bàn phím này chỉ có duy nhất một mod, đó là có dây. Không, và mình cũng thấy được rằng là cái bàn phím này cũng không có thiết bị chống nhiễu được buộc ở, à không, được trang bị sẵn thì đúng hơn, được trang bị sẵn ở, thường các bạn thấy sẽ ở đây để chống nhiễu. Ví dụ như các bạn dùng wifi 2.4 hoặc là bluetooth sẽ rất dễ bị nhiễu. Điều thứ ba đó chính là stab ở những phím dài thực sự chưa được ngon cho lắm. Với bất kỳ một chiếc bàn phím nào thì stab stock của nó vẫn không được gọi là ổn định và vừa ý. Thế nhưng mà các bạn dùng để chơi game thôi thì mình nghĩ nó là vừa đủ. Và trên đây là toàn bộ cảm nhận của mình sau 7 ngày trải nghiệm với em bàn phím này. Các bạn có thể thấy được rằng là mình khá khó tính khi mà sử dụng một em bàn phím. Vậy thì cảm nhận của mình là đúng hay là sai đối với các bạn? Thì các bạn hãy ra ngay cửa hàng Thế Giới Động gần nhất để có được trải nghiệm chính xác nhất của mình ở trên chiếc bàn phím này. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại. See ya.